Chào các em. Chúng ta tiếp tục đến với bài tập tiếp theo trong cái chuỗi các bài toán hình. Và cái nội dung của bài tập thứ hai này sẽ tiếp tục trong cái video bài tập số 14. Đó là gì? Bài toán hình học lớp 9 liên quan đến nhiều đường tròn tiếp xúc với nhau. Được chưa? Thầy dành riêng một chuyên đề để nói về các cái bài tập mà có nhiều đường tròn tiếp xúc với nhau. Nên các bạn lưu ý cho thầy. Được chưa? Đấy. Thì nội dung bài tập số 19 hôm nay của mình là gì? Cho đường tròn tâm O, đường kính AC trên bán kính OC, lấy một điểm B tùy ý. Gọi M là trung điểm của đoạn AB còn lại. Qua M kẻ dây cung DE vuông góc với AB, nối CD. Kẻ BI vuông góc với CD. Được chưa? Kẻ BI vuông góc với CD. Người ta bắt chứng minh BMDI là tứ giác nội tiếp, vân vân, các ý sau. Được chưa? Đấy. Thế thì ở bài toán này ta đang có hai đường tròn. Một là đường tròn tâm O, là đường tròn lớn. Hai là đường tròn tâm O phẩy, là đường tròn nhỏ. Đường tròn tâm O phẩy nhận BC là đường kính, còn đường tròn tâm O thì nhận AC là đường kính. Được chưa? Đấy. Thì nó là nằm trong cái chuỗi bài tập hai đường tròn hoặc ba đường tròn tiếp xúc trong hoặc tiếp xúc ngoài với nhau. Được chưa? Bây giờ ta sẽ đi vào giải quyết cái vấn đề số 1, đó là chứng minh tứ giác BMDI nội tiếp. BMDI nội tiếp. Thế thì bản thân đề bài đã cho sẵn mình là gì? Kẻ DE vuông góc với AC rồi, với AB rồi, thì ta đã có góc M này bằng 90 độ. Đề lại tiếp tục cho là gì? Kẻ gì đây? BI vuông góc với CD. Đây, cái ý để cho kẻ BI vuông góc CD. Thế thì ta đã có là gì? Góc Y này bằng 90 độ. Tiếp tục. Thế thì đương nhiên là tứ giác DMBI phải là tứ giác nội tiếp. Đúng không? Đấy. Thế bắt đầu ta đi vào chứng minh ý thứ nhất luôn. Xét tứ giác BMDI có DE vuông góc AB tại M, suy ra góc DMB bằng 90 độ. Góc DMB bằng 90 độ. BI lại vuông góc với CD tại Y, thì suy ra góc BIDIB cũng bằng 90 độ. Đúng không? Từ hai cái điều này ta suy ra được rằng góc DMB cộng góc DIB bằng 180 độ, thì suy ra tứ giác BMDI nội tiếp. Không những nội tiếp, ta còn chỉ ra được rằng nó nội tiếp đường tròn đường kính BD. Đúng không? Đấy, tứ giác BMDI nội tiếp chính là điều phải chứng minh. Xong ý thứ nhất. Và thầy vẫn nhấn mạnh với các bạn là gì? Ý thứ nhất, ý thứ hai là các bạn phải cố gắng làm được và phải làm hoàn thiện để không bị trừ điểm. Được chưa? Bởi vì hai ý này là hai ý rất dễ chứng minh tứ giác nội tiếp mà thôi. Tiếp tục ta sang ý thứ hai là chứng minh tứ giác ADBE là hình thoi. Tứ giác ADBE là hình thoi. Thế để chứng minh một tứ giác là hình thoi, ta có những cách nào? Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau thì là hình thoi. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường đồng thời vuông góc với nhau thì là hình thoi. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi. Được chưa? Đấy. Thì để các bạn lựa chọn một trong ba cái cách chứng minh như vậy để mình có thể quyết định được cách nào làm cho nhanh nhất. Ở đây thầy thấy rằng ta đã có M là trung điểm của AB, vì dữ kiện đề bài đã cho M là trung điểm AB. Ta lại có tiếp là DE vuông góc với AB rồi. Như vậy ta đã có đủ hai yếu tố rồi. Còn thiếu một yếu tố thứ ba, đó là gì? M là trung điểm của DE.
đúng không? Đấy, thì nếu ta chứng minh được nốt M là trung điểm DE thì đương nhiên nó thỏa mãn tính chất của một hình hình thoi, đúng chưa? Ta đi vào chứng minh nội dung ý thứ hai. Vì DE vuông góc với gì? AB. Đây là giả thiết. Mà AB chính là đường kính mà thôi, đúng không? AB kéo dài ra chính là cái đường kính AC của đường tròn tâm O, còn AO là bán kính. Thì ta đang có là gì? DE vuông góc với đường kính AC, đúng không? Theo mối quan hệ giữa đường kính và dây cung thì sao? Đường kính mà đi qua trung điểm của dây cung thì vuông góc với dây cung và ngược lại. Ở đây ta đang có đường kính vuông góc dây cung thì phải đi qua trung điểm dây cung, đúng không? Như vậy ta có này, vì DE vuông góc AB, đúng chưa? Suy ra M là trung điểm của DE, mở ngoặc, tính chất giữa gì? Đường kính và dây cung. M là trung điểm của DE. Mà ta lại có gì? M là trung điểm của AB để giả thiết. Và DE vuông góc với AB, đúng không? DE vuông góc với AB. Thế thì từ ba cái dòng này, từ ba cái dòng này ta suy ra được rằng tứ giác ADBE là hình thoi. Đây chính là dấu hiệu nhận biết của nó thôi, đúng không? Dấu hiệu. Vì tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác đấy là hình thoi. Như vậy ta đã chứng minh được rằng hai đường chéo của tứ giác ADBE là vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Vậy nó phải là hình thoi. Được chưa? Vậy ta đã chứng minh xong được câu ý thứ hai. Tiếp tục ta sang ý thứ ba. Đó là chứng minh BI song song với AD. BI song song AD. Thế thì cái này ta đã nhìn thấy ngay rồi. Vì sao? Đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AC thì vuông. Góc Y cũng vuông. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. Đúng không? Như vậy ta có. Đi vào chứng minh ý thứ ba này. Xét đường tròn tâm O có góc ADC bằng 90 độ. Mở ngoặc. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, thầy gạch ở đây nhá, các em tự viết đầy đủ nhá. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Được chưa? Thế thì suy ra được rằng AD vuông góc với DC. AD vuông góc với DC. Đúng chưa? Mà BI cũng vuông góc với DC, đây là giả thiết. Thế thì từ hai cái điều này ta suy được rằng gì? AD song song với BI. Đúng không? AD song song BI. Vì hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì hai đường thẳng này phải song song với nhau. Đúng chưa? Đấy. Tiếp tục ta đi chứng minh IBE thẳng hàng. IBE thẳng hàng. Thường là các bạn rất sợ chứng minh thẳng hàng hoặc tiếp tuyến chung. Đấy, nhưng mà các bạn phải hiểu được là cách chứng minh của nó như nào thì các bạn sẽ làm được, thì có cái hướng suy nghĩ. Ở đây để chứng minh EBI thẳng hàng thì cách thứ nhất ta đi chứng minh EBI là một góc bẹt, chính là một góc 180 độ. Hay nói cách khác là phải chứng minh góc EBD cộng góc DBI bằng 180 độ. Đấy, đây là cách hướng chứng minh thứ nhất. Hướng chứng minh thứ hai là ta phải chứng minh rằng qua một điểm, chính là ta lợi dụng cái tính chất qua một điểm chỉ kẻ được duy nhất một đường thẳng vuông góc với đường thẳng đã cho, hoặc qua một điểm chỉ kẻ được duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho. Đấy, để ta đi suy ra được rằng ba đường
điểm EBI thẳng hàng. Ở đây thầy sẽ lựa chọn cách chứng minh là qua một điểm kẻ được một đường thẳng vuông góc. Các em nhìn thấy rằng ta có là gì? BE song song AD, vì tứ giác này là hình thoi, đúng không? Mà AD vuông góc DC, thế thì BE cũng vuông góc với DC. Mặt khác ta lại có BI vuông góc với DC, thế thì qua điểm B chỉ kẻ được duy nhất một đường thẳng vuông góc với DC mà thôi, đúng không? Vậy thì ba điểm này phải thẳng hàng chưa? Đúng không? Đấy. Thế ta thì bắt tay vào chứng minh ý thứ tư. Ý số 4. Vì ADBE là hình thoi, suy ra AD song song với BE, mà AD vuông góc với DC, đúng không? Thì từ hai dòng này ta suy ra được rằng BE vuông góc với DC. Ta ký hiệu là 1 đi. Mặt khác ta lại có BI cũng vuông góc với DC. Đây là giả thiết. Ta ký hiệu là 2. Thế thì từ 1 và 2 suy ra BE cả BI cùng vuông góc với DC, đúng không? Thì suy ra BE trùng với BI. BE trùng với BI. Hay 3 điểm BE này, B này, I thẳng hàng. Đúng không? Hay 3 điểm EBI thẳng hàng. Bởi vì sao? Qua một điểm chỉ kẻ được duy nhất một đường thẳng vuông góc với đường thẳng đã cho. Thế thì qua điểm B ta chứng minh được rằng BI vuông góc với DC, BE vuông góc với DC thì BEBI phải trùng nhau. Hay là 3 điểm EBI phải thẳng hàng chưa? Như vậy là ta đã có điều phải chứng minh ở ý số 4. Được chưa? Tiếp tục sang ý số 5. Đó là gì? Người ta bắt chứng minh MI là tiếp tuyến của đường tròn tâm O phẩy. Thế đường tròn tâm O phẩy chính là cái đường tròn mà có bán kính, có đường kính là BC. Để chứng minh MI là tiếp tuyến thì ta phải đi chứng minh MI vuông góc với bán kính OI tại tiếp điểm I, đúng không? Các bạn cứ nhớ đấy, cứ động đến chứng minh tiếp tuyến thì phải chứng minh là vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Thế thì làm cách nào để chứng minh được rằng MI vuông góc với O phẩy I? Nếu các bạn tinh ý thì nội dung bài 19, cái ý 5 này này cũng giống như cái ý ở cái bài 14 thầy vừa chữa cho các bạn. Để chứng minh góc MI O phẩy bằng 90 độ thì các bạn thấy ngay rằng góc I2, I3 là 90 độ, mà cần chứng minh I1, I2 90 độ. Thế thì ta phải đi tìm cách nào đó để chứng minh được rằng I1 bằng I3. Phải tìm cách nào đó để chứng minh I1 bằng I3, đúng không? Đấy. Thế bây giờ chứng minh I1 bằng I3 như nào? Các bạn nhìn đây. Ta có cái C1 thì bằng I3, vì đề tam giác cân. C1 bằng C3, đúng không? Thế ta lại có C1 thì bằng góc gì? Góc E2, do cùng bằng 1 phần 2 số đo cung AD. Mà E2 thì lại bằng E1, vì tính chất của hình thoi, đường chéo chính là đường phân giác của mỗi góc. Thế E1 thì lại bằng I1. Thực ra các bạn phải chứng minh được E1 bằng I1, từ đấy bắc cầu mới suy ra I1 bằng I3. Thế thì làm cách nào để chứng minh được E1 bằng I1? Đấy là cái vấn đề cốt lõi nhất của các bạn. Đấy, đúng chưa? Vì nó không phải là nằm trên đường tròn nào đó để các bạn dùng góc nội tiếp, mà đây là nằm bên trong đường tròn. Thì nếu các bạn để ý đến vấn đề thứ hai là gì? Tam giác DIE là tam giác vuông, mà M lại là trung điểm của DE, thì rõ ràng IM là đường trung tuyến. Mà trong tam giác vuông có một tính chất rất hay là gì? Đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng một nửa cạnh huyền. Thì ta đã có MI bằng ME chưa? Thì rõ ràng tam giác MEI cân tại M thì góc E1
phải bằng I1 điều phải chứng minh, đúng chưa? Đấy, thế bây giờ ta đi bắt tay vào việc chứng minh nhé. Ý thứ 5 như vậy là gì? Ta có gì nào? Tam giác O phẩy IC, tam giác O phẩy IC cân tại O phẩy. Cứ cái nào dễ các em viết trước đi. Thì suy ra góc C1 bằng góc I3. C1 bằng I3. Cứ cái nào dễ viết trước, bởi vì chấm điểm theo bước mà. Cái tam giác này cân, bởi đương nhiên vì cạnh O phẩy I bằng O phẩy C bằng bán kính, nên không cần phải chứng minh nhé, à không cần phải giải thích, được chưa? Đấy. Xét đường tròn tâm O có góc C1 bằng góc E2 bằng 1/2 số đo cung AD. 1/2 số đo cung AD. Đây các em nhìn lại hình. C1 bằng E2 vì đều bằng 1/2 số đo cung AD. Mà ta lại có E1 bằng E2 vì tính chất hình thoi, đúng không? Mà E1 lại bằng E2 do AD BE là hình thoi. Thế từ đây ta suy ra được ngay rằng gì? E1 bằng E2 này, ta suy ra ngay được là E1 thì bằng C1. E1 bằng C1, đúng không? Chính là bằng I3 luôn, được chưa? Đấy, suy ra E1 bằng C1. Thế bây giờ xét tam giác vuông DIE. Ta đi xét tam giác vuông DIE có M là trung điểm của DE. M trung điểm của DE. Suy ra IM là đường trung tuyến. IM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền. Các bạn ghi rõ luôn cho thầy. Ứng với cạnh huyền DE. Ứng với cạnh huyền DE. Thế thì vì nó ứng cạnh huyền DE rồi nên các bạn suy ra được rằng gì? IM sẽ bằng ME. IM bằng ME. Đường trung tuyến ứng cạnh huyền thì bằng 1/2 cạnh huyền, được chưa? Nghĩa là tính chất tam giác vuông IM bằng ME. Thì suy ra được tam giác gì? Tam giác MIE cân tại M. MIE cân tại M thì suy ra được rằng góc E1 bằng I1. E1 bằng góc I1. Mà ở trên mình vừa có E1 thì bằng C1, đúng không? E1 thì bằng C1. Đấy. C1 thì lại bằng I3, đúng không? Như vậy ta cứ bắt cầu rích rắc là I1 bằng C1, C1 bằng I3 mà. Thế thì ta sẽ đánh dấu 1 đây, 2 đây đi, 3 đây đi, đúng không? Đánh dấu 1, 2, 3. Thế thì từ 1, 2, 3 ta suy ra được rằng I1 phải bằng góc I3. I1 phải bằng góc I3, đúng chưa? Đấy, từ 1, 2, 3 suy ra được I1 bằng I3. Thế thì ta đã có ngay rằng gì? Mà góc I2 cộng góc I3. I2 cộng I3 thì bằng cái góc BIC và bằng 90 độ, đúng không? Bằng góc BIC bằng 90 độ. Vì D đã cho sẵn cái góc này 90 độ rồi. BI vuông góc với DC mà, đúng không? Thế thì I1 lại bằng I3. Thế thì suy ra I1 cộng I2 phải bằng 90 độ. I1 cộng I2 bằng 90 độ. Thế thì suy ra được rằng gì? MI vuông góc với O phẩy I
tại y. Vậy MI là tiếp tuyến của đường tròn tâm O phẩy. MI là tiếp tuyến của đường tròn tâm O phẩy. Đấy, các bạn được chưa? Thì bây giờ các bạn mới nhìn lại cái hình vẽ này, vì nó ở hai bên mà. Đấy. Ta chứng minh được rằng góc Y1 bằng Y3, mà góc Y2 cộng Y3 bằng 90 độ. Thế thì suy ra Y1 cộng Y2 cũng bằng 90 độ. Hay nói cách khác là MI vuông góc với O phẩy Y, tại Y là tiếp điểm. Thế thì MI chính là tiếp tuyến của đường tròn tâm O phẩy. Và ta đã chứng minh xong. Được chưa? Đấy. Vậy là thầy lại chứng minh tiếp cho các bạn xong cái nội dung của bài số 19 trong cái chủ đề hai hoặc ba đường tròn tiếp xúc trong hoặc tiếp xúc ngoài với nhau. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ sang đến bài thứ ba trong cái chủ đề này. Được chưa? Đấy. Thì các bạn sẽ để ý theo dõi cái video trong chủ đề số 3 của thầy, nội dung bài tập số 20. Được chưa?